Xin chào các bạn đã trở lại với kênh của Nhân Đẹp Trai. Thì bữa hôm nay mình ở Florida và bữa hôm nay mình sẽ đi vô một cái vườn của một người Việt Nam đã trồng mãng cầu và bán. Thì các bạn biết không, ở bên Mỹ này á, nếu mà các bạn nào mà thích trồng cây á thì các bạn sẽ về Florida sống, là một cái nơi nó rất là nóng và nó ấm, nóng chảy bở luôn đó. Thì mình có quen một người Việt Nam này, cái cô này cổ trồng mãng cầu bán các bạn. Thì những cái trái mãng cầu của cô này trồng nó khá là bự đó, cho nên cổ bán khá là mắc các bạn, nhưng mà nó khá là ngon các bạn ơi. Thì bữa hôm nay cái cô này cổ thấy mình đẹp trai cho nên cổ mời mình tới vườn của cổ quay, và dĩ nhiên là mình mua mình phải trả tiền các bạn, cho nên mình sẽ tới mình quay cho cổ. Thì bây giờ mình sẽ ghé vô cái vườn đó để mình coi người Việt Nam này trồng mãng cầu như thế nào và họ có giàu hay không các bạn nhé. Thì nhưng mà theo những cái người lân cận ở đây nói, cái cô này cổ khá là giàu các bạn. Thì các bạn thử suy nghĩ đi, ở trong cái vườn của cổ có hơn 100 cây, 100 cây mãng cầu, mà mỗi một cây là cổ bán được rất là nhiều tiền. Các bạn nghĩ từ các bạn tính lên thêm 100 á, ok. Tại vì mỗi một người Việt Nam mà mỗi một lần mua mãng cầu thì sẽ mua tầm mấy trăm đô các bạn, ok. Tại vì 7 đô la là một pound, mà mỗi một lần người Việt Nam mua là một thùng là 50 pound, có nghĩa là ba trăm mấy gần năm trăm đô, ok. Đó thì các bạn thử nghĩ ngơi, biết bao nhiêu người Việt Nam mua đó, người này mua người kia mua, thì nói thì các bạn không tin đâu, nhưng mà đi theo mình đi rồi các bạn sẽ tin. Ok, lên đường các bạn ơi. Cái này không có mùi ba khía không đâu, nó có mùi mắm của nó nữa, mùi ba khía của nó không thích cậu cho coi lan. Mình bắt đầu vô farm rồi đó, vô nông trại đó các bạn. Ok các bạn ơi, đó vườn trái cây của người Việt Nam nè, ổi nè, mãng cầu nè. Các bạn đếm được bao nhiêu cây mãng cầu chưa? Xoài nè, ổi nè, đó thấy không? Đây cái vườn của người Việt Nam các bạn nhé. À, thì có ổi có ngon, nhưng mà bên mình có ổi mà mua mãng cầu thôi. Ok, chị hỏi thôi. Private property. Đó, cái nhà nó xíu gì cả triệu đô các bạn. 100 triệu. Vườn trời quá trời cây luôn các bạn ơi. Đó, bây giờ vô cái vườn của cô Việt Nam này nhé. Vườn của bà Tư. Bà Tư bán mãng cầu. Là bà Tư mãng cầu đây. Đó, bà mang cây mãng cầu quá trời luôn các bạn ơi. Các bạn có đếm được bao nhiêu cây không? Trời ơi, trồng gì bán không, bán quá giàu các bạn. Nhỏ mà mua miếng đất thì anh nhỏ nhỏ vậy đó, dạ chồng mình đó. Đó, một căn nhà nhỏ. Mình mở ra bán trái cây. Một cái vườn. Xong cũng ai có đủ thứ hết trơn á. Rồi bước đầu mua tàu thì... Không, cái đó là sao mình mới kiếm nhiều lại tiền chứ. Nó kiếm nhiều lấy cho mình không có trang không? Đẹo. Ok các bạn ơi. Thì mình đã tới vườn mãng cầu rồi, thì các bạn có thể đếm được bao nhiêu hàng mình đếm nãy giờ tổng cộng là 500 cây mãng cầu các bạn. Thì mỗi một mùa thu hoạch á, các bạn biết không, cái này mỗi một năm kiếm gần cả mấy trăm ngàn Mỹ Kim á, mình nói thiệt sự với các bạn luôn á. Còn bên đó là mãng cầu. Ồ, đi vô coi cây thanh long đi các bạn. Thế nào cây nó được nhiều cây gì? Cây mãng cầu nè, đó à, thấy không, mãng cầu nè, mấy cây này là mãng cầu chưa chín các bạn nhé. Ủa, cây mãng cầu nè, cái nè quá trời mãng cầu luôn nè. Thanh long nữa đó, vườn thanh long các bạn thấy không, vườn thanh long trên đất Mỹ đó. Cây mai nè, nói rồi cây mai xấu hơn cây mai tao phải không. Cây mai này chưa đẹp, chưa uống đang uống thùng đi. Sứ nó mới sứ con nữa, sồi nữa các bạn ơi, quá giàu luôn. Thì cái này là vườn nhà có trồng bán chứ không phải là vườn của giống như là doanh nghiệp bự. Ố mé trời, quá trời thanh long luôn các bạn ơi. Thanh long bán thanh long luôn nha các bạn. Cái này chắc cái vú sữa quá. Ok, đi vô trong nhà đi các bạn, nắng quá. Cây mai là
mấy cảnh gì chú? Hả? Cháu cảnh này. Ok, vô nhà coi các bạn ơi. Rồi, trong nhà đây. Ok các bạn ơi, bạn cầu nè. Wow, cái bạn cầu bự quá vậy. Buông nguyên. Quá trời bự luôn các bạn ơi. Trời ơi, cái bạn cầu bự ghê các bạn. Để tôi ra tôi bứng cái kìa, bỏ vô trong cái... Đi nó qua đi, nó qua mấy cây đồ chơi. Đó, trái này bự ghê không? Còn không, bà kia sầu riêng ở đây nó ngon hơn sầu riêng vườn trái cây La Giang các bạn. Bự quá. Giang nãy giang. Cây sỏi. Cây cốc nè các bạn. Cây cốc thì ở nhà mình cũng có nữa, nhưng mà chưa có trái các bạn ơi. Che che trời mẹ. Này nướng cá nướng gà. Trời ơi che nè. Mãng cầu nè. Trời quá trời mãng cầu luôn các bạn ơi. Nè, cái mãng cầu gai nè. Mãng cầu gai kìa. Chè. Ủa không phải cái này, cái mặn cầu vàng. Cái mặn cầu vàng là thứ của mẹ nó bán nè. Ồ, trời cái mặn cầu hiếm. Thấy không? Cái mặn cầu này lạ quá các bạn. Mặn cầu vàng. Kìa bà tư. Đu đủ nè. Trời ơi. Ồ. Mấy cây con nè, mấy cây giống nè. Đó, mấy cây giống, mấy cây con nè. Trời, mấy cây chè đã trời. Chè nè, thấy không? Này nướng cá nè. Gà đã rồi. Mà chưa thấy. Chúc các bạn ơi. Quá trời sỏi luôn. Trời, các bạn ơi, cây ổi nè, ổi quá trời luôn nè, ổi nè, ổi nè, ổi nè, sòi nè, sòi nè, sòi nè, sòi nè, chút nè, che nè, trời ơi. Cái bơ. Ồ, cái bơ nè. Đã quá. Để cầu con nè. Quán quá trời cây mãng cầu luôn các bạn ơi. Wow, một cái vườn quá rộng. Quá trời bự luôn à. Thì các bạn thấy vườn cây ăn trái của người Việt Nam ở bên Mỹ không? Cái này là chỉ có trồng ở nhà chơi thôi nha các bạn, chưa có làm ăn lớn nha. Này làm ăn lớn rồi cho phải mua thêm mấy miếng thấp. Con mua nữa không? Mua cây khế đi. Mình vô đây là mình khá kết cái vườn mãng cầu này các bạn. Tại vì các bạn thử suy nghĩ đi, mỗi một lần mình mua cái thùng hồi nãy mình mua đó là 20 pound, có nghĩa là tầm 200 đô các bạn, 200 đô. À, nhưng mà một thùng mình ăn gì tầm 1-2 ngày mình hết rồi. Thì mỗi một lần mình mua vậy là mình phải mua ít nhất là 40 pound, có nghĩa là tầm 500 đô mình ăn nó mới phê các bạn. Trời, ăn mãng cầu mà ăn phê các bạn. Đó. Thì đang nhìn nè. Wow. Quá đã luôn các bạn ơi. Qua Mỹ khỏi đi học bác sĩ, qua Mỹ khỏi đi học kỹ sư các bạn. Đi mua miếng đất, đi vay tiền ngân hàng, không trồng mấy cái gan trái này không bán. Bán cho người Việt Nam của mình. Cái này là mình chưa nói là bán khắp nước Mỹ nha. Đó.
bán xuyên bang luôn các bạn. Trời ơi, nội mà mỗi một ngày mà đi thu hoạch mấy cái trái này thôi cũng là bộn tiền các bạn, bộn tiền luôn á. Nhìn nè các bạn, nhìn nè, trời ơi mấy cái này bán là tiền không, quá trời trái luôn các bạn ơi. Nhân lì chắc về lần này về đổi nghề quá các bạn, không vỗ neo nữa, không nắm tay cái đẹp nữa, đi làm vườn. Nhân lì với con vợ mập của Nhân lì sẽ đi làm vườn. Anh cái khoai mì nè. Có cái khoai mì nữa các bạn đó. Trời ơi, trồng cây gì các bạn thấy không, có hệ thống tưới nước luôn, chỉ cần đứng đúng ngày đúng giờ là nó tưới nước thôi, mình không cần phải ra chăm sóc. Mình chỉ cần mua cây giống về trồng xuống rồi thu hoạch bán lấy tiền, thu hoạch bán lấy tiền. Quá sướng các bạn. Ồ đó các bạn thấy không, khi mà nước nó tưới, nó tự động tưới xung quanh đây. Cái sỏi quá trời. Ô cái sỏi này chết rồi. Các bạn thấy cuộc sống ở Mỹ sướng không? Không cần phải học cao, vẫn có tiền nhiều, vẫn giàu có như ai, đúng không? Trời ơi, một vườn trái cây rộng bao la bạc ngàn luôn nè. Trời ơi, mỗi năm kiếm biết nhiêu tiền luôn các bạn. Nội bán trái cây nãy giờ mình vô đây là mình mua gần 300 đô, 400 đô đó. Nhưng mà hổng gài là mình mua 5-6 lần đó các bạn, gần cả ngàn đô của mình rồi. Chưa nói là những người Việt Nam khác nữa. Ồ, bây giờ mình có khoai mì các bạn ơi. Để có khoai mì ăn ha. Đó. Không biết cái dạ nè. Dạ nó đưa lên đó con. Mắt nó đưa lên, nè. Dạ, nhìn nhánh dạ, nhìn nó không biết chứ. Chứ mà tư nhánh nữa cho nó. Em cầm cho. Chồng luôn đi anh ơi. Hả? Chồng luôn mấy chồng. Chồng thử. Đi nhà chồng. Chồng phải săn hết luôn. Mình xanh cây cho mình chồng thử. Đi nhổ khoai mì. Được rồi anh hai. Ờ, có chừng bà tư rồi. Ồ, cũ kìa. Ôi, chú ham quá. Trời ơi, khoai mì các bạn ơi. Ồ, có cây dao chặt luôn nghe chị Tư ơi. Rồi. À, cũ này đó, còn cũ đó. Cũ dưới kìa. Đó, khoai mì các bạn. Về nấu ăn, tối nay nấu ăn. Ở đây bà Tư còn có đất này chứ mà mình ngâm. Không có đất đâu, mình cát không à. Về ngâm á, ngâm một đêm. Khoai mì mới đào về ngâm đêm nha. Cho nó ra chất độc. Về mày đem về bển đi, rồi đem về bển cho chị xui, chị làm đồ là cho chị ăn. Đó thôi. Hết rồi. Wow, con mấy cái đảo quá, cũng ham quá, hầu vô giữa tay. Anh bỏ túi điện thoại. Khoai mì kè này về con, khoai mì kè này. Mấy cái chậu bự đó, đổ đất vô, đổ đất vô. Với cho nhanh với chị xui vừa bánh đi, chị trồng rồi bẻ cái cây đó. Bẻ. Ừ. Hai đến. Chị có lấy lại ấy đi, mình lấy mà cây nhánh hay nhánh thôi. Ừ. Lấy nhánh hay nhánh cho chị gieo lại, chị làm lại đằng sau mình có mình vừa mà ăn mình vô mình mua nữa. Đi vô lấy dao được. Vô lấy dao. Ừ, lo vô chổng đi hả? Được không, được không? Anh phụ lên hai, lại phụ bẻ cái. Bà Tư tránh ra đi bẻ chúng bà Tư. Anh bẻ nhánh bên này nè, bẻ mấy cái nhánh ngắn ngắn xuống đi. Về rửa cho nhân sách về bánh nè, phai mì này về bánh cho chị xui chị nấu ăn. Anh xui anh ăn phai rồi. Rồi. Vô. Cầm củ vô. Ờ, vô chổng chặt luôn. Ok. Chào các bạn ơi, mình đã thu hoạch cây phai mì xong rồi. Ứng nguyên cây khoai mì của người ta luôn. Thank you.
Ờ, em lên nè. Khoai mì non. Gán về ra, tao gậy khoai mì này ra năm sau là có ăn rồi đó. Quá trời trái luôn các bạn. Sáng ngày hai đứa nhỏ này. Rồi em hát sao? Thôi giữ đi vậy. Thôi được rồi. Cắt đi tới đây. Ok các bạn ơi, như vậy là xong một ngày đi vườn trái cây của người Việt Nam. Đây là bà Tư bán mảng cầu các bạn nha. Thì các bạn nào nếu mà thích ăn trái cây thì các bạn có thể ghé vườn bà Tư. Nhưng mà các bạn nếu là quen nhân lì thì sẽ được giảm giá. Còn các bạn nói không quen cái nhân lì thì các bạn sẽ bị chặt. Đây 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 đây. Nè nè đây nè. Đó, một thùng như vậy là 10 pound, một pound là 7 đô thì một thùng 10 pound là 70 đô. Còn thùng kia là 20 pound có nghĩa là 140 đô. Tổng cộng là 210 đô. À, các bạn thấy không? Vô đi. Thì còn được ra. Phi được mấy nhánh. Ê, bấm. Mẹ ngồi chứ đi. Đi xíu mà. Dễ ghê. Các bạn thấy không? Vô đây sơ sơ thôi, mỗi một gia đình là 200 mấy dễ. Được lá dứa, dễ được à. Cây bưởi rồi mười đồng bạc. Các bạn thử các bạn thử tưởng tượng đi, nếu mà một cuối tuần mà mười mấy gia đình Việt Nam vô coi, mỗi một người vô là ít nhất là 200 đô. Mà 10 người là 2000 đô đơn giản các bạn, một cuối tuần là kiếm được. Đơn giản. Trời ơi. Chưa các bạn chưa cãi là hả? Mà sao ta mua nữa không bán thì kỳ. À bây giờ đi. Ờ bán gì? Mà đi nhà vườn chi mà đâu trái không có cho lựa mình. Dạ cũng dưới đó. Đây cái nhà vườn rồi nè. Bà có cái treo hả kìa, cái treo. Cái gì? Cái treo gì đó mà. À, thấy không, vô đây thì chủ vườn rất là vui vẻ, họ cho mình đi tham quan, họ cho mình đi vòng vòng chơi rồi thân thiện không. Có mấy nhà vườn bên Mỹ này là vô họ không nói chuyện mình, họ không cho mình đi chơi cho nên mình không quảng cáo cho họ luôn các bạn. Không lăng xê cho vườn họ luôn. Trời quá trời. Cái này là farm của người khác nha các bạn. Farm không phải farm của người Mỹ á, thì họ thích nuôi ngựa, nuôi dê. Farm của người Việt Nam á, thì họ thích trồng gang trái, cây khế, cây ổi, mãng cầu đó. Tại vì mấy cái cây này mình có thể bán khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ luôn, kiếm được nhiều tiền lắm các bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi, cái trái mãng cầu nè đó, đây là trái mãng cầu của vườn bà Tư các bạn. Còn mình còn cái trái mãng cầu của bên La Giang nó nhỏ xíu các bạn. Cái này là 7 đồng một pound. Còn cái này là 7 đồng một pound, hai cái này bằng giá các bạn, một trái thì bự chà bá lửa luôn, một cái nhỏ xíu à. Nè, La Giang nè. Phải không? Đó, này cái này là vườn của La Vang, cái này là vườn bà Tư nè. Thấy không? 7 đồng như nhau. Không. Nhưng mà cái này vô không vui vẻ các bạn, bán chỉ bán hàng mà không vui vẻ. Bà Tư bán hàng như vậy trời, bự ghê không? Anh nói này bao nhiêu phao? 7 đồng một phao. Còn cái gì? Không á, 7 đồng phao luôn. Dạ bên, coi. Bà thấy không?
cũng là người Việt Nam bán hàng với nhau, nhưng mà người này bán 7 đồng một phao, vui vẻ, người này bán 7 đồng phao không vui vẻ luôn. Nè, quan trọng là người này cũng tự lựa cho mình, người này cũng tự lựa cho mình nè. À. La Giang đâu? Đây của La Giang nè. La Giang hả? La Giang đó. Bốc phép của La Giang. Bự quá trời luôn. À, nhưng mà cái này chưa chín các bạn nha, mình đem về mình để 1-2 ngày nó mới chín ăn. Thơm quá. Trái cây bự các bạn. Bởi vì nó không qua Mỹ, không cần đi học nhiều, chỉ cần chịu khó làm ăn thôi là giàu. Không cần đi học nhiều các bạn.